Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hyundai Long Biên. Trên view anh em đang xem đây đó là chiếc Kia Sonet, một mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ của người anh em Kia. Với cái tầm tiền lăn bánh từ 550 triệu cho đến 650 triệu cho 4 phiên bản của Kia Sonet thì em xét trên cái khía cạnh giá lăn bánh. Không xét trên kiểu dáng option hay là cái mục đích sử dụng, những cái vấn đề đó thì sẽ tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng anh em. Thì các phiên bản của Kia Sonet sẽ cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm của Hyundai. Đó là thứ nhất, đó là Accent AT bản tiêu chuẩn này, Accent AT bản đặc biệt, cho đến chiếc Hyundai Kona 2.0 AT bản tiêu chuẩn. Anh em có thể lựa chọn cho mình cái tầm tiền như thế, có thể lựa chọn xe Hyundai và cũng có thể lựa chọn xe Kia hoặc một số những sản phẩm của hãng khác. Trong những video tiếp theo em cũng sẽ đề cập đến để anh em cùng tham khảo. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ gửi đến anh em về giá bán, giá lăn bánh và chi phí trả góp của tất cả các phiên bản Kia Sonet trong tháng 1 năm 2022 này. Trước khi đi vào chi tiết cụ thể từng phiên bản, em có một số lưu ý nhỏ gửi đến toàn thể anh em. Thứ nhất, đó là Kia Sonet có tất cả là 4 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản là số tự động và một phiên bản là số sàn. Thì như anh em xem trên màn hình, em có liệt kê tất cả các phiên bản đấy ạ. Và cái lưu ý thứ hai, đó là Kia phân vùng thị trường, có nghĩa là anh em nào hộ khẩu ở đâu thì chỉ được phép mua xe tại tỉnh đó, không thể bán ngoài vùng được ạ. Và cụ thể anh em nào ở Hà Nội cần hỗ trợ về xe Kia Sonet, cần em tư vấn về vấn đề gì đó, có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình kia. Em sẽ hỗ trợ chi tiết cho anh em. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, đó là chiếc Kia Sonet bản Premium. Giá bán của xe trong thời điểm tháng 1 và cái thời điểm giáp Tết này, giáp Tết Nguyên Đán này, giá xe là 614 triệu. Em cũng đã tính luôn cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em cùng tham khảo và cân đối tài chính của mình. Thứ nhất, anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 673 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn sẽ là 666 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 653 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 647 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá lăn bánh em đã tính trên cái chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho anh em rồi, và chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ cùng với một số những cái phụ phí khác. Những cái đó thì anh em sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc showroom ủy quyền mà anh em mua xe. Trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay tối đa là 85% giá trị xe trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Cụ thể với chiếc Kia Sonet bản Premium này, anh em được vay tối đa là 521 triệu. Em cũng đã tính luôn cái gốc lãi hàng tháng, anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 9 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 5,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 3,6 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình kia. Em sẽ gửi đến anh em cái bảng kê gốc lãi chi tiết nhất. Với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị như sau. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 151 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 144 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 131 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 125 triệu. Và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ vì là mua trả góp. Và cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Kia Sonet bản Premium trong năm đầu tiên trị giá là 8,5 triệu. Anh em lưu ý là anh em có thể vay ngân hàng thấp đi, đồng nghĩa việc là cái chi phí ban đầu anh em phải trả nhiều lên. Còn cái em tính cho anh em cái mức tối đa ở trên này để anh em có thể là nắm được cái vấn đề là anh em cần chuẩn bị thấp nhất là bao nhiêu tiền và vay nhiều nhất là bao nhiêu tiền. Đấy, đó là những cái cơ bản em gửi đến anh em. Về nguồn cung hàng hóa của Kia Sonet bản Premium thì xin thông báo với toàn thể anh em là chiếc hiện tại là đều không có xe giao ngay trước Tết cho anh em. Có nghĩa là anh em ký thì cũng sẽ là giao xe sau Tết ạ. Và lượng ký chờ cũng tương đối là nhiều đấy ạ. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ hai.
của chiếc Kia Sonet, đó là Sonet bản Luxury. Giá bán của xe là, em cũng đã tính cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em cùng tham khảo. Thứ nhất, anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 641 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì sẽ là 635 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 621 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 616 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá lăn bánh em tính cho anh em là đã được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác. Những cái đó anh em nào mà cần cái lăn bánh trọn gói thì có thể chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng tại đại lý hoặc showroom ủy quyền mà anh em mua xe. Còn anh em nào ở Hà Nội thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi cho anh em cái bản kê chi tiết nhất. Với chiếc Kia Sonet bản Luxury này, anh em được vay tối đa là 496 triệu, tương đương với 85% giá trị xe trong cái thời gian vay tối đa là 8 năm. Và gốc lãi hàng tháng em cũng đã tính cho anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8,6 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 5,1 triệu và lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 3,4 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những cái tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 145 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 138 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 125 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 119 triệu. Đồng thời bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Kia Sonet bản Luxury trong năm đầu tiên trị giá là 8,1 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của Kia Sonet bản Luxury hiện tại cũng không có xe giao ngay cho anh em. Có nghĩa là em thông báo cho anh em cái giá cả, giá lăn bánh và cái chi phí trả góp để anh em cân đối với tài chính của mình, và ra Tết anh em sẽ chủ động để mua xe. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ ba, đó là chiếc Kia Sonet bản Deluxe. Giá bán tại thời điểm này, có nghĩa là thời điểm trong cái thời điểm cận kề giữa Tết Nguyên Đán thì giá xe hiện tại là 544 triệu. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 599 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì sẽ là 593 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 579 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 574 triệu. Cũng như hai bản trên, cái giá lăn bánh này em tính gồm những cái chi phí có hóa đơn chứng từ rõ ràng, có nghĩa là những cái khoản thu mà nhà nước họ thu, chưa bao gồm những cái phụ phí ngoài hay là cái tiền công dịch vụ. Những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng tại đại lý hoặc showroom mà anh em mua xe. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay tối đa là 462 triệu trong 8 năm, và gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 4,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên sẽ là 3,2 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 136 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 130 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 117 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 111 triệu. Đồng thời, bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ, cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Kia Sonet bản Deluxe trong năm đầu tiên trị giá là 7,6 triệu. Về nguồn cung ứng hàng hóa của chiếc Kia Sonet bản Deluxe cũng như hai bản Kia Sonet ở trên, hiện tại cũng không có xe giao ngay cho anh em. Cuối cùng mời anh em cùng đến với bản thấp nhất, bản số sàn duy nhất, đó là chiếc Kia Sonet bản MT. Giá bán của xe là 499 triệu. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì sẽ là 551 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì sẽ là 545 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 531 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 526 triệu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay tối đa là 424 triệu, trong thời gian vay tối đa là 8 năm và gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 7,3 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 4,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo.
Với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 127 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 121 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại cái tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 107 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 102 triệu. Và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ khi anh em mua trả góp. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Kia Sonet bản MT số sàn là 6,9 triệu trong cái năm đầu tiên. Anh em xem video có thể em đề cập là cái chi phí lăn bánh biển tỉnh 12% hay là biển tỉnh áp 10%, thì em có để dưới phần mô tả ấy là các tỉnh thuộc diện áp thuế 10% hay 12%, thì anh em có thể xem dưới phần mô tả em có để chi tiết các tỉnh đó. Trên đây đó là toàn bộ những cái thông tin mới nhất về giá bán, giá lăn bánh, chi phí trả góp của chiếc Kia Sonet trong cái thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2022 này. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những cái thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ạ. Xin chào anh em.